Chào mừng quý bà con cô bác, quý anh chị, quý anh nhỏ đã trở lại với kênh Chí Xì Tin Dừa. Hôm nay có xì tin đen đây. Dạ. Hôm nay là bước khởi động đầu tiên để chúng ta đi bảo trì xe. Lâu quá không chạy, không biết chạy được không nữa. Chúng ta đi không phải là bảo trì, đi đăng kiểm hết hạn rồi. Ok. Khởi. Ê. Lâu ngày quá không chạy vậy, biết chạy sao. Còn được, còn được. Tầm tạm. Chung là cũng được, còn lên nổi. Rồi, ra khỏi xăng. Lâu quá không chạy. Đây, cửa này như nó mở hơi hơi nhỏ rồi, qua được không nữa nè, lâu quá có chạy đâu biết. Đây chưa, đập xuống khóa cửa lên cả, khép cửa lên cả nha. Đây là cánh cửa số 2 nè. Ra đường thấy mọi hoạt động dường như ta được hoạt động lại nè mọi người, thấy những cái hoạt động buôn bán đồ hai bên cũng đã bán lại rồi. Mang tấp nập hơn hồi xưa. Hôm nay là ngày 2 tháng 10 2021. Ồ, vô hàng tiết kiệm. Ủa, hàng tiết kiệm kìa. Lâu quá không chạy thấy nó rung rung sao. Quên.
vô mình kiểm tra lại mình quên cái vụ giấy tờ ha, nên mình quay lại nè, quay lại sẵn mình coi cái chốt thử coi không chốt chưa, nên là không chốt hoặc là háo chốt hoặc là chốt rồi. Ô, tháo chốt này mừng quá. Cái chốt ngay đây là lâu nhất luôn. Rồi giờ giờ cũng tháo luôn, mừng quá. Tháo hả? Rồi tháo này, tháo đi luôn hả? Ơi sao biết bao nhiêu tháng tài giờ mới tháo đi dữ hả? Mừng quá. Rồi sau khi chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ thì giấy tờ đi đăng kiểm thì nãy mình lâu quá ngày không chạy bỏ quên nhà mất tiêu, thì gồm có giấy đăng kiểm cũ, này mình được hướng dẫn lại nha, với lại giấy phép lái xe nè, rồi giấy đăng ký lái xe nè, đó để chúng ta đăng kiểm lại đó. Và đặc biệt là phải có bảo hiểm bắt buộc nha, bảo hiểm bắt buộc, lưu ý là bảo hiểm bắt buộc mọi người. Trời mưa luôn rồi, lâu quá không ra đường này được, ra đường trời mưa luôn. Vui quá, vui quá, vui gì. Này là mình đi nói chung cũng đi hạn chế thôi, đi có lý do chính đáng tại mình đi đăng kiểm, chứ không ngốt mình lái xe mình đi vòng vòng cũng không được, cũng bị mấy anh này này kia nên mình đăng kiểm luôn. Chứ mình cũng không muốn ra đường đâu, thiệt là cho ra đường nhưng mà mình hạn chế thôi mọi người, mình hạn chế thôi. Thì có lý do chính đáng thì đi bình thường không có gì hết. Giống như hôm qua ngày một đó lẽ là mình đi rồi nhưng mà mình không có đi, mình thấy hôm qua chắc ngày đó mọi người ra đường đông quá mình không dám ra, hôm nay mình mới ra. Mình vui gì mình được ra đường. Ra đường lâu lắm rồi, 4-5 tháng trời giờ mới được ra đường. Ôi con đường mới đẹp làm sao, đây là con đường mưa luôn. Thì hôm mà hết xăng cũng không dám đổ xăng luôn, giờ vô đổ xăng luôn nè, đổ xăng. Vô cây xăng thì mình đổ xăng bình thường nha, mình đổ xăng mình quay phim thì không sao, còn khi nào nghe điện thoại á thì nó mới ảnh hưởng. Nếu phần quay phim trên trên đó thì mình quay tí thôi nhiều rồi. Cây xăng thì nó ở trên phút trên này cũng gần gần chỗ mình. Đây là hiện tại mình đang ở trên đường quốc lộ 50 hướng từ Cộng Thành, từ Quy Đức Đa Phước á, đi lên Phong Phú luôn là Nguyễn Linh để mà vô cái vô trong kia là vô trong cái đăng kiểm ở Tân Túc á, ngay Nguyễn Linh á, Nguyễn Linh quốc lộ A á, ở gần chỗ đó có cái trung tâm đăng kiểm, mình sẽ vô mình đăng kiểm. Hiện tại bây giờ là 9:55 rồi, vô cái xăng này mình đổ á, đổ chắc năm ok ha, qua từ từ nè.
lâu lắm rồi giờ mới có cảm giác gọi là đổ xăng, cảm giác đổ xăng. Giờ đây đổ 500 thôi, đi cũng đâu đi nhiều đâu. Ở đổ đầy bình đi. Đây luôn rồi. À, đổ đầy luôn. Ừ, 900 thôi. Rửa tay sát khuẩn liền nha mọi người. Tính đổ 500 nhưng mà thấy đổ 500 mắc công đi ra đi vô nữa, phải ra về phải ra vào nữa, đổ luôn cho rồi, đổ đầy cho rồi. Chứ không phải gì hết á, ít đi nhưng mà mình đổ đầy cho chắc. Cảm giác này ra đường nó khó tả, sau bao nhiêu ngày tháng không được ra đường thì hôm nay mới được chính thức ra đường. Ơi, thấy người dân hai bên đường nè, trời ơi, buôn bán gọi là đông đúc trở lại chứ chưa gọi là tấp nập nha, đông đúc thôi. Nó cũng mở cửa tương đối, mình thấy mà người dân mở cửa cũng tương đối, xe cộ luôn đi lại là cái xe cha mình hay đi nè. Trời ơi, kìa có người ta rút tiền, người ta đi đi siêu thị, trời vui quá. Đúng chưa? Đấy, thấy chưa? Ra đường nè. Giờ mới được lú ra khỏi cái siêu thị rồi đó, chỉ đi tới cái siêu thị là xong. Đâu đi xa thì nữa đâu. Mình cũng chưa đi sửa laptop nữa, đi bảo dưỡng xe trước ha, bảo dưỡng xe có cái đi đó rồi. Giờ dịch thì mình đi trong đây mình hạn chế tiếp xúc, mình an toàn
cho mình và cho mọi người. Chứ không gì hết. Phải chuẩn bị đi chích ngừa cho City nữa, không phải 3 tháng à, đâu dám đi đâu. Nhắn tin bên trung tâm tiêm chủng VNVC nhắn tin 3 lần à, chưa dám đi. Cung đường hôm nay nó vui sao, đông mà vui. Tranh thủ ra ngoài kia này đăng kiểm cho rồi để đây cây xăng đây cũng đông rồi. Cũng có xe vô đổ rồi. Hắn tóc có khái cho hoạt động lên á. Hơi tấp nập không? Cũng đủ là mời á. Quá ok luôn. Đây đi tới địa bàn phong phú rồi mọi người. Ui, chị Kheo bay người ta vô quá trời luôn. Ui, cửa hàng điện thoại rồi mở cửa. Mở cửa tấp nập hai bên đường luôn. Mà là mình đi chỉ có một mình thôi. Tại vì giờ dịch mà chắc anh Steam đi thì nó công lắm. Đi một mình. Để mình đăng ký cho xong. Để chứ quá hạn quá, nhà nước khang lỗ quá. Trung tâm đăng kiểm chứ không nhà nước. Ôi chưa kìa. Đó, vừa qua chỗ Phú Lạc đó. Rồi mở cửa. Mở cửa hết thôi, dịch vụ gì cũng đông hết, bán vàng cũng đông. Mới ngang chỗ bán vàng luôn. Tiệm máy cũng đông lại cả. Ôi, Tết Covid gì đâu nhỉ, cái gì, không bán gì đâu nhỉ. Trời thì mình thấy chuyển mưa nhưng mà thấy trong mặt thì ai cũng vui hết. Mà thấy mọi người ai cũng vui hết. Còn là sau hơn 4 tháng chống dịch thì hôm nay cũng được ra đường. Mà chúng ta không được chủ quan ý gì ha. Và ra ông tâm thế cũng phải 5K bảo vệ mình. Rửa tay sát khuẩn. Rồi ta sẽ tranh thủ đi tới chỗ trung tâm đăng kiểm để hết giờ rồi. Mưa luôn rồi. Ở đây là đường Trịnh Văn Nghị nha mọi người. Đường Trịnh Văn Nghị nè, giờ phát triển lắm. Trịnh Văn Nghị. Mưa bắt đầu mưa to rồi mọi người.
Lâu quá mới có cảm giác mà đi trên đường mưa to vậy. Lâu quá lâu. Mình còn khoảng cách khá là xa nè, mình thắng lại cho an toàn. Đúng là thành phố bình thường mới lại mọi người, hoạt động trở lại. Mưa ơi mưa xin mưa. Kỳ quá. Tại sao giữa đường vậy?